thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, 10 giờ 40 phút sáng ngày hôm nay, tức là 117.000 liều vaccine đã về đến Việt Nam. Như vậy là Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực ASEAN tiếp cận với vaccine phòng ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm của Anh AstraZeneca. Chuyến bay chuyển gần 118.000 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là những hình ảnh đầu tiên về lô vaccine COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam. Để có những lô vaccine này là sự nỗ lực của Bộ Y tế và chung tay của hệ thống tiêm chủng VNVC trong việc chấp nhận rủi ro để đặt mua vaccine này. Đây là những liều vaccine đầu tiên được nhập về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19. AstraZeneca là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên. Các phân tích cũng cho thấy vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng. Chúng tôi trân trọng biết ơn chiến lược tiếp cận vaccine chủ động và sự tin tưởng của chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế cũng như VNVC đã tạo điều kiện cho lô vaccine có thể sớm có mặt tại Việt Nam. AstraZeneca đánh giá cao việc VNVC chấp nhận rủi ro khi đặt vaccine của hãng ngay từ trong quá trình nghiên cứu. AstraZeneca tự hào được đóng góp đầy ý nghĩa cho cuộc chiến chống COVID-19 và phục hồi kinh tế quốc gia qua việc cung ứng vaccine này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ, Bộ Y tế và VNVC để cung cấp vaccine cho người dân nhanh chóng và an toàn nhất có thể. In a very unique way by bringing the vaccine supply early to Vietnam.